hồng hạnh, tên đẹp giọng hót thanh thao. Và với màu lông xanh rất đặc trưng, đó là tên của một loài chim mà hôm nay chúng ta tìm hiểu. Chim hồng hạnh là loài chim thuộc họ đớp ruồi. Loài chim này sống chung địa phận của chim xanh tím. Có chiều dài 14-15cm và là loài chim sống định cư. Chim hồng hạnh là tên gọi chung của người nuôi và bẫy chim ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng là hai loài nhìn rất giống nhau là đớp ruồi cằm xanh và đớp ruồi hồng vàng. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ loài đớp ruồi cằm xanh thì có phần cằm, cổ hàm dưới của con trống có lông xanh liền qua. Còn loài đớp ruồi hồng vàng thì không có. Là loài ăn côn trùng và là loài chim của miền nhiệt đới châu Á từ Ấn Độ và Sri Lanka đến Indonesia, loài này được tìm thấy nhiều của tiểu lục địa Ấn Độ, thông qua dãy Himalaya, vùng đồng bằng và tây gác của Ấn Độ trong những tháng lạnh, và cũng mở rộng về phía đông vào Bangladesh và Arakan và đồi Tensasen tại Myanmar. Loài chim này được tìm thấy ở Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, Tây Hy Mã Lạp Sơn, Sri Lanka, Bhutan, ở Đông Nam Á, Đông Dương, Myanmar, Lào, Việt Nam, Thái Lan. Chim trống trưởng thành có màu xanh sẫm, ngực màu vàng cam. Chim mái lưng xanh xám và bụng có màu vàng nhạt hơn, phân biệt khá dễ dàng qua màu lông. Chim hồng hạnh non thì rất giống chích chòe lửa non, chỉ phân biệt được qua kích cỡ là nhỏ hơn chòe lửa mà thôi. Điểm dễ phân biệt nữa là chim hồng hạnh làm tổ ngoài tán lá cây, rất ít khi gặp ổ trong bọng cây như chòe lửa. Hồng hạnh sống trong những khu rừng thưa và thấp. Miền Đông Nam Bộ có rất nhiều, sống ở tầng thấp nhất của rừng và ở trên mặt đất, là một loài chim sống và bảo vệ theo vùng lãnh thổ nên rất hung dữ khi có sự xâm nhập của con trống khác. Tiếng hót chim hồng hạnh mang âm hưởng núi rừng nên rất được nhiều người nuôi làm cảnh và nghe hót. Tùy vào điều kiện và kinh nghiệm của mỗi người chơi chim sẽ cho ra những chú chim hay. Trong môi trường nuôi nhốt có thể cho chim ăn sâu, dế, cào cào và kết hợp với các loại cám chim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Anh Mèo Đen chỉ có thể mang đến cho cả nhà một số thông tin cơ bản về loài chim này. Nếu bạn nào có thêm thông tin tốt hơn về loài chim này xin hãy góp ý cho mình thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và nhấn chuông để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.